kỹ. Rồi đem đây. Đổ nước ra. Nước lên ha. Nay nhìn đẹp mà. Cái bụng mở rồi kìa. Tiếng nữa chưa? Tiếng lâu rồi. Bởi em mặc có dạy cái bụng cái này bụng kìa. Lúc mà để lông dài đâu có thấy bụng đâu. Cạo ra rồi mới thấy. Thành chốt. Thành chốt. Đây nè, quay mặt ở đây. Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Cuộc Sống Miệt Vườn. Nhà mình thì hôm nay ăn lòng bò. Mẹ với Chúc chị Hương đang rửa lòng bò kìa. Hôm nay mình ăn phá lấu lòng bò. Cái này mình rửa, cái này mua về nó đen lắm cả nhà. Mình rửa, mình cạo, mình trụng nước sôi rồi mình cạo cho nó. Rồi xong mình rửa lại gừng với rượu để cho nó bớt cái mùi hôi. Từ thường lòng thì mùi nó sẽ hôi ha. Cái này mình có phèo nè, cuốn cỏ. Cái này gọi là cháy khế. Còn cái này gọi là tàn ong, nhìn như cái tàu ong kìa. Tối nha, buồn buồn đó, nhả ra nhai lại yên châu yên bò đó. Bò nhai nó nhai nó ăn no rồi cái nó về chứ làm nó miệng nó chép à. Nó ở ra nhai lại á, khi là động vật nhai lại. Nói gì hơn chứ Châu không có gan nào. Châu không có gan nào hả? Không có gan nào. Không có hàm gan nào. Nó không thùng trên. Tại đó con cọp nó bị thiêu á, cái nó cười đập răng vô cục đá rớt hàm gan trên ra. Có nghe sự tích nhân cọp chưa? Sự tích chí khôn ta đây đó. Con cọp bị ông nông dân ông chối ông đốt. Cái nó bị dằn đó giờ đó. Xong cái Châu thấy vậy cười cọp. Xong cười sao mà ra đập ra nguyên cái mỏ vô trong cái cục đá rớt hồng gan trên nha. Tới giờ đâu có hồng gan trên đâu. Hay quá à. Dạ, mẹ coi sự tích không? Mẹ coi sự tích trên truyền hình nó chiếu đó. Nó mẹ mình đang cầm trái khế đó. Nó như trái khế. Đó, nó nguyên trái khế vậy nè. Mưa ngon lành luôn. Mưa lớn quá không biết là nói. Tính con lấy cái đó vô luôn. Ướt mà không giặt. Lấy vô luôn mới vậy mà. Mưa ướt quá không biết nói cho cả nhà nghe không. Đây mình được như đây nè. Như đây là mình được 3 cái thịt. Mình ướt trong đây là muối nè, đường, bột ngọt nè. Đó là những gia vị mà thường dùng của mình. Còn trong đó có thêm là ngũ vị hương, dầu điều, bột nghệ, tỏi và hành tím. Đây là nước gừng, đây là rượu và bột cà ri, có lá cà ri đây nè, lá trà và thêm dầu hào nữa. Nhắm cả muỗng rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ cho hết mấy cái phần nguyên liệu này vô đây hết. Còn đây nữa là đinh hương nè, thảo quả, quế khâu và hoa hồi. Cái này là đinh hương nè, giống như cái đinh á. Còn này là quế khâu, vỏ cây quế. Đây là thảo quả. Còn này là hoa hồi. Bột nghệ. Và bột cà ri. Dầu điều. Dầu điều.
rượu trắng. Mình không có rượu Mai Quế Lộ, mình xài rượu trắng. Và nước gừng. Thêm tỏi. Còn cái này. Cái này là trời mày đổ không chưa hết đó nè. Đâu còn hả? Cái này á là chừng nào mà bắt lên xào đàng hoàng xăng có... để nước dừa mới để nó vô. Rồi chỉ mình ướp là gia vị nhiêu đó thôi. Mình ướp khoảng tầm nửa tiếng cả nhà. Xong rồi mình mới nấu. Cho nó thấm. Cái này mình có nước cốt dừa và nước cốt nước dừa tươi nữa. Cái phần này á, thì mình phải sử dụng nhiều gia vị. Tại vì cái phần này thì nó cũng có mùi á. Mình nấu gia vị nhiều thì nó mới ngon. Rồi mình ướp bên đây khoảng tầm nửa tiếng nha cả nhà. Phụ bếp. Phụ bếp. Mẹ mới mua nón. Mua nón đi biển à? Đi biển á. Ra hay gì? Ra đi ruộng. Chưa đi được. Mà không có đi tính đi biển mà giờ không có biển đi ruộng. Giờ đi ruộng. Đó đó. Kè lên nè. Ngon chưa? Nồi này hay bự quá, nồi kia là nhỏ quá. Đó vậy. Nồi này là dừa. Mẹ mẹ lấy nó dừa dài á. Dừa luôn. Nồi này là dừa luôn. Không, không sao không nóng. Tại vì cái nồi này là bị ấy đứt lửa lại hết rồi, nóng là nóng cái lửa. Rồi, rồi. Lên màu kia, đẹp ha. Rồi để nó vừa vô. Hai trái. Để vô luôn đi chú. Trái đó chán thêm nữa không? Còn gì chán nữa không? Còn gì không? Hết rồi. Dừa nữa gì không có cái gì chứ. Dạ chắc thêm miếng nước nữa mới được chú ơi. Dừa dừa non. Hai cái dừa. Trên nước cốc dừa nè. Ừ. Nè mẹ. Đừng tay vô đổ à. Mình lạo nhà khỏi có cặn. Rồi, bắt đầu để qua hồi quét khâu. Cái này ai mà cẩn thận hơn thì mình cho vào cái túi. Ngoài nhà mình hết túi rồi. Để đại vô luôn. Cái này trước mình có gan rồi á. Gan cho nó thơm lên. Bắt đầu mình nấu nha cả nhà. Mấy cái này á, mình không có tách ra. Nếu mình tách ra thì hồi nó sẽ teo lại á. Nó nhót nhiều hơn là mình để nguyên miếng vậy. Để nguyên miếng vậy mình nấu xong rồi mình cắt ra từ từ. Ở đây mình có một cái lá mía nè. Lá mía này á, trước khi mình nấu mình sẽ luộc đó. Luộc cho chín chín. Để em thôi máu vô mày nè, nấu nó sẽ bị hư nồi có lấu mình. Lâu dữ lắm. Rồi, bây giờ mình trong khi nấu mình đợi trời tạnh mưa luôn. Nấu tạnh mưa xong rồi. Mưa thêm chuẩn bị mưa thêm đám nữa. Mới xong nè. Này nãy mình có thêm nước vô thêm nữa cả nhà. Bây giờ mình sẽ vớt ra rồi mình sắc nhỏ nhỏ vừa ăn rồi mình để vô lại. Mềm hết trơn này. Nhấc ra cho nó ngồi nguội rồi. Vậy tắt lửa được rồi đó. Vì chút đại mòn mỏi làm hết giấc rồi kìa. Cái này nấu món này hơi lâu. Này mình nấu nước nhiều nhiều nên mình chấm nước bánh mì. Nhìn cái này giống bao tử ghê ta.
lưỡi heo. Trong khi chờ đợi này nguội sắc, mình đi làm nước mắm, nước chấm nè. Cái này là nước me mình lược ra rồi, xong mình sẽ để đường và ớt tỏi vào. Hết luôn đi. Xong mình sẽ đánh lên, làm mình quậy kiểu như nó ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay chua chua. Này là hết giờ hỏi gì chút để nước mắm chưa? Chưa gì đó. Mắm me mà để muối gì vậy? Này để gì, để nước mắm chưa? Chưa. Để muỗng nước mắm vô. Tính đâu rồi, về làm gì cái bỏ miếng muối vô tắm. Mắm me mà. Có, xong rồi để nồi niêm cái cây nó vừa không? Thêm muỗng đường với muỗng nước mắm nữa. Muốn gửi đi. Nó chưa mặn. Đó muốn đó. Rồi. Nó vừa luôn rồi đó. Bây giờ là cái phần mình đóng góp nè, nãy giờ mọi người làm quá trời. Bây giờ là phần đằng phần này là quan trọng nè. Trời, không có mình là không có ăn được đó. Trời, gì chút đâu mày. Vì chút ơi, hồi nãy giờ mình làm rồi, bây giờ cái thằng Tấn nó cái phần đó là quan trọng là thằng Tấn á. Ừ. Không có con là đâu ăn được. Đó đó. Bự quá sao ăn không? Ừ, con nó sắp ra. Nóng. Nó dành sắp rồi nó bóc lụm. Ừ. Nãy giờ hồi tính bóc lụm mà nghe gì chưa nhắc. Dám gì nhắc. Nghe gì nhắc. Rồi mình cả nhà nha. Đâu có, nghe quên, bây giờ nhớ. Cái này mẹ luộc xong cái nó dẻ kìa mẹ. Ừ, thì cái đó thì phải luộc rồi nấu nữa nó dẻ. Chứ hồi không nấu nó sẽ bị ra máu, nó anh nội phải nấu luôn. Ừ. Phải luộc nó trước để chín luôn. Nó bị đen. Mình cho mình nặng máu đó ra. Này gọi là lá mía. Đen thui rồi kìa. Tới nữa rồi. Cái này là gọi là cái dồi trường của bò này nha. Nó chút xíu vậy nè. Bò này bò tơi quá. Cái xíu à. Mềm hả mẹ? Ừ. Bí quyết nấu để mềm đó. Này mới cắt ra rồi, cũng vậy đi. Chè ơi, chè vậy đó. Ngon vậy không? Dồi trường bò, rồi thường mình ăn dồi trường heo, hôm nay mình ăn dồi trường bò. Để một miếng đi ha. Ừ. Đấy, còn này gọi là tàn ong. Tàn ong nãy mình làm nè. Sao chưa? Dày đi. Cái này dài ra. Dài quá vậy. Có nấu rồi để cho miếng bự bự nè. Đáng lý là sắc cả miếng bự vậy nè. Con sắc, sắc vuông mới phải đó. Sắc vuông hay sắc cái? Ừ, sắc vuông. Vậy hả? Ừ. Vừa miếng ăn vậy. Vậy đúng không? Đó đó. Vậy nó phải hả? Nhưng mà này ít quá sắc vuông vậy cái. Không đủ. Đủ. Không đủ phần. Trở lại nữa. Vậy thì nhỏ lại nữa, nữa. Nhỏ. Vậy nhỏ. Vậy đó. Nó nhỏ quá. Đâu nhỏ? Nhỏ. Không có nhỏ. Nhưng như miếng này chắc vuông được nè. Nhưng mà cái này chắc vuông quá nên nhai không nổi. Nó sắc mỏng lên. Nó sắc mỏng lại. Mỏng mà nhưng mà con đường sắc dài quá. Không có tính không có ăn nè. Đó, trời ơi, ngồi kìa. Ba người đừng có chỉ nước miếng nha. Nuốt nước miếng ực ực luôn. Có dĩa bánh mì ngồi kế luôn đó kìa. Chút. Chút dạ. Ngang mẹ. Vậy phải rồi đó. Mà sắc sao cũng dễ vậy. Nó mềm mà. Nó mềm mà. Đâu cũng vô đó hết. Ngồi súng với thằng Tấn rồi kìa. Có tôi một ly rượu đi. Có dĩa bánh mì để kế bên luôn. Đó, tới tới luôn á. Ừ. Cái này mềm nè. Ừ. Nó giòn, giòn cái nó mềm luôn rồi đó. Nó trợ lý đâu mà. Cái này gọi là cuốn cỏ.
này nó tròn á, mình tại mình này mình chẻ ra nó là tròn do à, tròn do nó hình ống. Này giống bò tử ha. Trời mềm ngon quá ha. Bí quyết mà để cho cái này nó mềm á là mình để thêm 3 viên tiêu mặn vô. Này 3 kg thì 1 kg thì mình sẽ cho 1 viên. Viên baking soda. Cái này hơi hơi bự rồi. Nhỏ lại chút thôi. Đó, ngon lạnh. Cái phèo này nó mềm cho nên mình cắt bự bự vậy nè. Để mà mình cắn luôn. Đây. Tấn trồng được một vài chú sáp nè. Quá trời đen vui rồi. Giờ mình sẽ cho nước cốt, cái phần nước cốt nhất vô luôn nha. Cho nó sâu lên cái nữa là mình tắt lửa được. Vớt mấy cái thảo quả rồi ra đây chị Hân. Hết cái chị đã dụng rồi đó. Cái nào thấy mình vớt được. Hồi sáng đi mua lòng bò cái kéo luôn hai cô chủ bán lòng bò ra bán ra nè. Đây, đây. Này, lên đây đi, lên đây đi, nó không lên. Lên đây. Nó phái mà. Tên gấu. Đây. Nè hôm bữa chỉ Cương làm này nè, mà thiếu một nguyên liệu thành cái gì. Cậu mày gái, mày gái giống chủ. Vừa đủ luôn, bán 7 phần, 8 phần này bán 10 phần được. 10 phần là phần này 10 phần, phần 100 ngàn. 100 ngàn chắc không ăn quá. Ăn lần cho ta đi luôn à. Không, phần 70 được rồi, 10 phần ra 700 cũng có lời. Hôm nay thấy hai người lạ lạ cái mọi người chắc kêu cưới nữa à. Nhưng mà ở đây bà con nha mọi người. Gấu nè. Xong rồi cả nhà dùng phá lấu, phá lấu đồng bò. Nhắc tuồng. Ăn rồi suy nghĩ làm rồi cái rồi quên. Rồi xong rồi mời cả nhà dùng phá lấu đồng bò với gia đình mình nha. Rồi mời cả nhà dùng phá lấu cá bánh mì. Rồi về cho phá lấu. Cả nhà dùng phá lấu cả nhà ơi. Đó, này 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 có gái cái gấu lên tới đây luôn nè. Dễ này la dễ xuống. Mê gái mà. Giống chủ mà. Giống chủ. Ok, mày cả nhà nha. Ăn đi, ăn tự nhiên. Cương làm đi không? Làm đi đi. Không. Hai giống cà ghi. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn đi. Giờ có gì không? Được không? À đây được, không có về che nha. Về nhắn tin sao? Về nhắn tin sao? Được không? Được không? Chị ăn không? Con gấu lên đó. Con gấu. Ủa sao nãy nè, chấm chấm nó mè nè. Dạ không mềm mà. Mềm mà. Có mấy cái miếng ấy á. Cái này nó không mềm, chưa mềm mà không nè. Cái này nó béo mà ngọt. Hơi đậm đà. Đậm đà phải không? Đậm đà cho bánh mì vừa. Vô vô. Vô. Cũng như mấy quý bà áo đỏ nè. Vô. Mời cả nhà nha. Cũng bị đỏ dữ luôn nha. Bị đỏ. Nước atiso. Nước atiso đỏ.
Ngon ngon ngon. Ngoan ngon. Đừng có lấy lòng nha. Không ngon thiệt không. Đầu đầu bếp năm sao không đó kìa. Đầu bếp năm sao rồi nấu. Chế ừ thêm ngon. Ừ. Âm tính cái này đó, nó uống nó bỏ lại nó uống không đá được. Ừ. Dư à. Đúng rồi, này là để nước đá nó bị hơi lạc. Còn này mình uống đá mình phải bỏ được thêm. Năm năm nhìn nè. Này cái này mềm nữa nè. Đó mưa. Rồi phải. Mưa rồi cái này chạy nè. Ừ. Không có gió tạc. Tạc. Gió tạc. Gió là bị tạt. Ừ, chấm mắm nghe ngon không? Ăn thêm bao găm nè. Cái này ăn mới ăn ngon. Nó nhớ ừ, hơi ngán. Ăn nhiều hơi ngán không? Bao găm nè. Mà nó không có miếng nó miếng rồi. Vậy là đúng đi. Mắm mè. Cái đây mà không chấm được. Mỹ phải rồi, bên Mỹ đâu có mắm đâu ăn. Chừng nào đi. Dạ, tiền nào đi. Có gì đâu. Mơ mà. Miễn thôi, miễn thử cũng được. Cái này mềm không? Cái này là trường không mà. Nãy mốt con cái giờ trường điệu không? Mình đã nói giờ trường không? Có về trường không? Cũng không có luôn. Cắt con nào hay dài cắt con. Còn lấy cái kéo không? Cắt được không? Ra kéo, để lấy kéo về nha. Theo hả? Hả? Cắt trong tủ sắt. Rồi cái kéo để đâu? Có ai lấy kéo kìa. Không biết nào lắm. Kéo kia kìa, kéo nhỏ. Ngon thiệt. Nè, có ai cắn con gà đi. Để giúp. Mẹ, nãy mẹ cắn không được, cái mẹ để luôn. Nó cắn vậy trời ơi. Ừ. Đang ăn cái trận lên nè. Thế bắt mày à? Mày đây không? Bắt. Kìa. Quay cắt kìa cốc. Cắt rồi anh. Cắt rồi anh đi chưa? Thấy năm rồi mới được ăn cá lóc bò. Tăng hương cũng đèn nữa. Ủa, ở ngoài nó bỏ lâu con mới về lận năm hả? Chút xíu cái hết dạ. Năm con về lận nhận lại hả? Dạ không, năm con về ba lần đó. Bỏ không phải mà bỏ không lần về ba tháng không quên. Đi làm hay gì? Dạ chứ làm gì ạ? Ở đâu nó là ủa cưng ở Hà Nội thiệt hả? Dạ, đi đi ngoài hồi nào hàng chi bởi vậy không gặp phải rồi phải 3 năm rồi phải 3 năm hơn rồi. Làm bên gì ạ? Ngân hàng à? Giữ đi là tới ngoài hả? Làm ngân hàng thành phố rồi đưa đi ra ngoài hay là về rút gì cái đó kêu bằng cái gì tổng hả? Giống như ở đây thì có mấy người bắt đưa làm đó. Người ta đưa đi. Đưa đi hả? Không giỏi nên mới đưa đi á. Do chưa có gia đình nó không có nhà bằng đâu. Ủa, hiện tại con làm bên ngân hàng Agribank là mẹ đẹp này nè. Thấy tinh tế không? Vậy mà chưa có người yêu quá đó. Vậy là mốc phải mua kéo nhiều chút mà bạn bán phát là cái kéo mỗi bàn một kéo mỗi bàn cái kéo này cũng ngon giờ trường hả? Giờ trường là với cái guộc là
chuối. Út có giờ trường không? Không biết. Có. Chút có không? Chút sao mới có đó. Bánh mì nhà làm luôn nè. Làm nướng á. Không chút hết rồi hả? Hết rồi. Cho em nhà chồng đúng không? Cho em nhà chồng. Bò lòng bò nhà đây. Còn mấy chai? Hai chai đó làm hết luôn đi. Nữa chứ. 4 chai, 8 chai à. 10 chai uống không nổi rồi. Hả? Không có 8 chai à. Bữa con Dương Dương làm hết 12 chai. Thằng 6 chai hết rồi. Có thằng 5 chai à? Có 20. Cộng 24. Cái miếng hả? Ừ. Thế à. Cứng rồi ha. Ừ. Dẻ lại á. Rồi bắt đầu ra ngồi vô làm nhà tép. Tự nhiên nha còn cảnh á. Ăn đi. Không mời chơi. Có ai khác không? Mời chơi á. Nó là không đẹp. Ăn này bánh mì đắt quá. Hai dĩa rồi không? Dễ ăn nha. Mà nước ngon mà đúng không? Nước ngon. Anh em ta. Anh em nhỉ. Trời ơi ngon cái dành đó. Bánh này ai nấu? Đây phải nấu nè. Phải nấu nhưng mà anh em ở đây. Anh em đây. Quan trọng là thả niêm á. Đúng rồi. Mẹ nãy mẹ thêm có thêm gì nữa không? Không. Không là lúc mà con niêm xong đúng không? Ừ. Vì chút thêm không? Quan trọng là cái gì phải không? Người chấm thôi. Người chấm người thử á, ừ. Chấm được hay không á. Đúng rồi. Nha. Rồi cái nước mắm này nãy chị Hương có thêm được không? Có. Muốn đường đó. Thì là 3 muỗng đường. Hôm nãy mình 3 muỗng rồi. 3 muỗng. Ờ 3 muỗng hả? Vậy 4 muỗng. 4 muỗng. Vậy là 4 muỗng. 4 muỗng. Mình muốn muốn dừa làm muỗng me, muỗng đường. Ăn cái nêu găm nè. Ừ. Là nó dừa chua chua ngọt. Đó đó. Muỗng me, muỗng me, muỗng đường, nửa muỗng nước mắm. Ừ. Ừ. Con mà cũng em á. Đúng rồi. Bye bye. Mốt mua đồng bò nhớ giảm giá nữa rồi. Trời hôm nay mưa quá trời luôn cả nhà. Ở đối diện nhà mình có một cái đám cưới. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã xem video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai.